Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chuyến góp nhận token SDOT nha bạn, từ một dự án là Satellite.dot nha bạn. Thì để điều kiện tham đầy đủ điều kiện tham gia chương trình góp này thì các bạn cần phải hold một bất kỳ số lượng DOT này các bạn trên sàn Pancake Swap mà. Đây cũng là một cái đồng coi gác mà. Thì sau khi các bạn hold bất kỳ số lượng xong thì các bạn click phần link mô tả thứ hai mình, các bạn mở link form ra các bạn. Thì đây mình qua trang Pancake Swap. Token DOT này rất là rẻ luôn các bạn. Thì mình đã thâu là khối dưới số lượng là 0.001 BNB bạn, khoảng 1 đô các bạn. Mà dày bao nhiêu tôi cần đây bạn. Đâu 5 triệu 5 tỷ 5 ngàn gì. Đây cũng là một đồng coi gác các bạn. Đồng coi này nó có chuyện này góp nó sẽ giá nó sẽ bay các bạn. Thì bạn nào có tiền cũng hữu được. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Bạn mở link phong lên các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên góp. Cho tiếp kênh seller nữa. Còn nhiệm vụ Discord này các bạn có thể lách bỏ không được nữa các bạn. Nó không yêu khai báo thì các bạn có thể lách. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter và tăng 3 người bạn giao. Xin tại Twitter các bạn theo dõi xong thì các bạn nhớ copy cái hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn trình dẫn như tại Twitter nè. Rồi các bạn dán hashtag của mình vào và tăng những người 3 người bạn của mình vào các bạn. 3 hoặc 5 gì tùy các bạn. Bạn dán nhau nè. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Sau khi các bạn tự quyết xong thì các bạn bình luận lên nè các bạn. Binet xe. Bạn dán vào đây nha bạn. Rồi các bạn đi quyết lên nè. Rồi tiếp tục các bạn mới đắp lại cái linh phong nha các bạn. Sau khi các bạn khai báo Twitter xong thì dàn Twitter xong thì các bạn trở về Linh Phong các bạn. Tầm đầu tiên bạn địa chỉ cho em Twitter của tất cả bạn vào các bạn. Đây này nè, chính luôn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn đã cho vào nhóm kênh group bên Chiller đó các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ BNB Smartchain B20 trên YouTube Chocolate các bạn các bạn. Thì link con chắc của đây cho bạn link mô tả các bạn kia copy con chắc mình vào sàn Pancake Swap các bạn hold tầm khoảng 1 đô top căn spot thôi nha bạn. Đây là mày drop thôi bạn. Thì top căn này khá là rẻ luôn các bạn. Mình hold có 1 đô rồi còn khoảng mấy tỷ. Rồi các bạn copy địa chỉ xong thì các bạn dán vào đây. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ lên link comment tất cả. Cái link mà các bạn đã tự quyết comment với hashtag nha các bạn. Thì trên tờ Twitter, bạn mở tờ Twitter ra xong thì bạn nhấp vào bài của anh cùng nữa các bạn. Bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi, các bạn chia sẻ một cái bài các bạn đã tự quyết cho trả lời nha các bạn. Đâu rồi ta? Các bạn qua tờ quyết cho trả lời nè. Đâu ta nói mình đã tự quyết rồi mà. Sao không thấy ta? À đây nè các bạn. Nãy giờ nó mới tự quyết xong rồi các bạn. Mình chia sẻ bài tự quyết nào đây ta? Rồi các bạn chia sẻ cái link tự quyết dự án đó các bạn. Các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên các bạn. Link này hay link comment ta? Tự quyết comment link. Rồi các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận token SDOT đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.